Nhưng mà bây giờ mà tôi bức xúc mẹ bây giờ sai trái pháp luật giao thông thôi, đơn giản là phạt 500 một triệu chứ bắn người ta như vậy sao được. Hôm nay là chủ nhiệm nhưng bắn thẳng đây bây giờ xảy ra rồi đúng không, bây giờ mình im lặng để cho công an phường xuống làm giải quyết, không phải nói nhiều làm cái gì. Anh làm bộ em cứ làm bao nhiêu giờ. Lịch của công tác làm việc của ông là từ bao nhiêu giờ đến bao nhiêu giờ? Ở đội tôi. Ông đi đường ông phải là con cái giấy tờ đó. Dạ. Anh em mới gọi gia đình nhà xuống đây đi, không có là tôi không biết. Mày cứ đi ra rồi sau đây đéo có tính xong. Còn tí nào hỏi anh cứ lôi cái giấy ngành xem là ông làm việc bao nhiêu giờ đến bao nhiêu giờ. Không được, bây giờ nó đang quan nó cấp cứu, phải đưa nó cấp cứu. Ông ngồi lên đây đi luôn. Cho nó ngồi lên đây luôn, phải cho nó ngồi lên đây. Đấy, mình ngồi lên đây. Không, em á. Anh đi công việc bằng xe bên đây, đây. Cái người này là người ai em bị hại, em bị bắn này, phải đợi cấp cứu này. Em người bị hại, em người mà gây ra tai nạn ngồi xe không sang ngày đâu đi. Cất đi nha. Đó, người nó đang cả ở đây, đang nhìn thấy mà. Mà anh ạ, từ từ, đeo ơi, kệ mày ạ. Cho anh từ từ nhiễm trùng kệ anh luôn. Cứ kệ anh cái mặt cái thằng đi. Chị gọi cậu em ra đây, cái cậu em không có số điện thoại của cậu em nữa. Bắn ngay đi ở đây. Tôi bắn cái này.